bắt đầu nhảy rồi đó. Bữa tối đầu tiên ăn ngoài ở Baku, ngồi với anh em ăn fast food này, cái salad này là 4 đồng và 4 đồng rưỡi tiền đây. Có sao rẻ vậy? 4 đồng rưỡi, cái dĩa này salad này là 4 đồng rưỡi, cái này cũng 4 đồng rưỡi, dài. Bạn gì vậy? Không, không. Đi, vậy chắc tao bị tính hố hả? Cái gì của tao vậy mà đến 13 đồng? Salad lát không à? Đây là 4 đồng rưỡi luôn. Của nó 3 món mà nó cộng lại bằng mình á. Cái này không mấy anh. Của mình nè. À, của mình tí tẹo à. Đây này, cả cái này nữa nè, cái này đi cùng nhau. Vậy hả? Mẹ mình bị dụ à. Sao bạn không lên phát ngôn vào kia vào clip của bạn nhé? Không, mình không thấy menu đâu hết, mình chỉ cái nó cưng ra cho mình, cái nó tính tiền cho mình nè. Tổng hết cái này là khoảng 15 đồng. Ba bạn này của mình là 12.5. Một cái dĩa salad nó có 12.5 thôi. Bạn đại gia quá. Thử mình thử thử coi nó ngon cái nào, mất công mất cơ mình đại gia. Bây giờ thôi mình ăn thử cái này nhá. Anh em ăn thử miếng cho mình cho vui đi. Để em cắt ra cho. Không, anh em mình ăn với nhau thử miếng cho nó vui. Nó hơi dài. Đây. Cho nó chuyên nghiệp. Đây, em mời anh. Thì coi đầu bếp Cường chuẩn bị cắt cây bát ra. Em ăn thử coi nó ngon không mà. Nãy mua có một cái thôi nhưng mà mời. Nhưng gì vậy? Sao mày không mời tao mày? Bây giờ bạn đang quay, bạn tập trung bạn quay cho đẹp hay là nhân bò? Ờ, bực đớp đi. Ngon. Ram ram. Mày cắt cái phần đuôi cho tao một miếng. Chúc bạn sẽ được 50% của này. Thôi, ăn không nổi. No rồi. Xíu cho vui thôi. Thử salad 4 đồng mấy so với 12 đồng. Của bạn dở hơn. Cà rốt không à. Nói chung là kiểu gì cũng sẽ dở hơn. Ăn cái này. Cái là nó nhẹ hơn. Masune hả anh? Đúng quá. Salad mà tới 10 mấy đồng thì cũng hàng cao giá là thấy bạn. Cao giá đúng không? Giờ ở đây nó cần ký cho no no I don't use it nữa. Tức là sao? Chọn à. Tao nói giờ tao muốn ăn chay, tao muốn ăn salad. Thế nó nói ok, giờ mày chọn món này đi. Chỉ có salad này là không có thịt thôi. Không quay người hả? Từ từ quay salad là không có quay người chứ. Thịt cù. Cầu cù. Cắt cái đuôi ra cho mình ăn miếng thịt cù ấy. Bạn thấy được nữa cái này. Trong cái thịt cù á, mình thích ăn thịt cù à. Mình không ăn nữa. Có thịt cù luôn hả? Cù hết. Cắt cho mình 1/3, mình ăn không hết, bỏ. Tội. Ok. Cameraman mình nó nhoi lắm. À, có thật mới giật được đạo chứ. Không, cái khó khăn của người quay phim là vậy đó. Người khác ngồi ăn á, mà mình phải kiên nhẫn, mình ngồi mình quay. Mới được trả công xứng đáng hả? Không, tức là đúng không vậy? Nó khó khăn rồi. Mời anh. À, cảm ơn bạn. Bạn nhớ quay cho tốt rồi nha. Dạ, thơm á. Cảnh đội kia sắp hạ cánh rồi nhỉ? Còn lâu, 9 giờ. Hôm qua đây 9 giờ 15 mới hạ cánh. Quý ơi, thêm miếng salad đi. Hôm qua là 8 giờ 45 mới hạ cánh xuống cái này. Thôi thì ha. Ngon, nó rẻ ăn ngon. Ừ. Của bạn chắc do nhẹ nhẹ nên nó rẻ. Không thiệt mà, nó cân ký mà. Nè cân ký em. Bún cơm còn dưa leo, cà chua, dưa leo này, bông cải. Mình không biết là nó cân ký, mà cân ký mình ra mình lấy là cái đùi gà, mà lúc buổi tối ăn hơi kém bạn vậy nhé. Yeah. Hay là nó có giá sẵn? Đó hả? Chắc nó có giá sẵn, chắc là nửa ký là bao nhiêu tiền nó quy đó rồi. Các đống rau đó chắc 3 lạng quá. Bao nhiêu tiền?
mấy vùng này trồng rau cũng khó khăn mà. Này mang món này đồ chơi về từ Baku về cho bé nha. Mỗi ngày ăn món, 10 ngày được 10 món đồ chơi. Dạ, con có thấy mình không vậy? Có chứ, thấy nửa mặt cái miệng mày đang ăn nè. Thấy hết đầu không? Có. Có lúc lấy, có lúc bị mất một tí nhưng mà đôi khi chỉnh tay lên liền. Cameraman quay ra ăn. Biển này không ổn mà. Không, cái này cảm giác nó hơi bị gắt cổ quá. Chua quá. Chua. Bên nó cho cái chua quá, cái này chỗ chua quá. Dưa leo quá, cái gì dưa chuột muối á, nhiều quá, chua quá. Chua quá. Quán này ăn làm cái bico chua quá. Nãy ăn quán nào vậy? Sát quán Beirut đó hả? Thực ra mình đang ở phút bọt nó cứ dừng lại vậy thôi. Cái là Burger King này trước ăn ăn cả luôn thế luôn. Hình như mọi nước khác nhau á, ở đây bữa không có cái mình ăn hết rồi hả? Có quất bơ double vậy hả? Đó. Tao chỉ có Big King à. Đúng rồi. Để ăn hết hả? Tối hôm nay mày ăn rồi, nhà em cũng ăn. Nhà em ăn hả? Buổi tối là nhà là vợ chồng, vợ anh Tàng nấu canh với salad mà anh ăn có nhúng cơm tí xíu à. Gì? Quá buổi sáng ăn nhiều tinh bột quá, đạm quá. Bữa trưa cũng vậy, trên công ty ăn quá trời đồ ăn. Buổi tối giờ phải đắp rau vô lại, bù lại. Bữa giờ mình đi từ ngày hôm qua, ngày hôm nay mình đâu có ăn được nhiều rau được vậy đâu. Nhà mình thì không ăn gạo trắng, gạo trộn. Gạo gạo lứt á hả? Lúc là cũng là ngũ cốc cũng là đúng là lại ăn đặt ra bởi vì cái chất đường trong lạc trắng mình nhiều còn nước ý là không vợ mình thì lại ngược lại là vợ mình lại hạn chế cho tụi nhỏ ăn nhiều gọi là chất đạm. Có nghĩa là chén đầu tiên tụi nó ăn cơm với thịt với cá, thì chén thứ hai là tụi nó sẽ ăn cơm với rau và canh chứ không được ăn thịt với cá nữa. Em nhìn sao mấy anh Tây á, đạm dưỡng, cái đạm nó không dễ lắm bình thường. Mình á, gạo, dùng mỡ, lười ăn mấy cái bỏ ăn thịt, còn thịt đó, thịt đỏ đó, tụi nó ăn thịt đỏ nhiều lắm á. Ăn tuốt. Quay 10 phút nghỉ ở đầu diễn, mỏi tay quá đầu diễn. 10 phút nha. Là 10 phút rồi nghỉ. Ục, một phần ghê, nhìn kìa cái Big King đúng không? Cộng với 2 ly nước, cộng với 2 cái bánh luôn mà có 10 đồng chín à. Dễ sợ được, rẻ dễ sợ, fast food. Đúng rồi. Thấy không? Hai anh em làm phát đó mà, có nữa. Ừ. Ngọt quá. Hai cái ikili thôi ăn xong rồi lát xuống cái New Yorker coi đồ thì thấy đồ nó rẻ mua làm quà được á. Anh cho em mượn cái tay em quay cũng công che cái salad nó chửi em nữa. Em không chỉ đạo đạo diễn quay mình ăn ké thử nha. Này có gì? Cà rốt vàng vàng này là gì? Pasta hả? Pasta. Chi không ăn nè. Pasta. Nhà ăn quýt mà.
chi. Bữa trưa đây máy bay cái anh khúc sau là ăn no quá không ăn nổi thôi. Khúc sau tao bỏ, khúc sau tao ăn chỉ được cơm, tao bỏ hết nửa phần cơm ăn thịt không mà. Cái thứ hai là tao chỉ ăn được cái bánh ngọt với cái salad, còn lại là cái bánh với cái bơ là bỏ hết. Ra là cái bánh mì, cái bánh ngọt. Tại vì sau khi mình ăn cái Burger King á quá no đi đúng không? Ăn Burger King mà ăn xong là không ăn được qua đây chứ luôn. Cái Burger King đó tao thấy bự ngang ngửa với Big Mac mà ở bên nước ngoài á. Cũng rõ nó mang mình ham mà ở đây buổi trưa nó chỉ ăn một cái đấy thôi mà. Ờ, đây. Cứ 10 phút rồi là bạn tắt nha. Thôi 11 các bạn ăn cho hết đi, ăn hết bánh mì đi. 10 phút rồi hả? Rồi chào các bạn nha. Chào các bạn. Uống nước chưa? Uống nước.